Hello guys, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với series Vocabulary Files. Ở bài học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi tới cái unit thứ 20 của cuốn sách Vocab Files của nhà xuất bản Cambridge. Unit number 20, The Arts. Vậy đây là sẽ một cái unit, một cái topic rất là hay chúng ta học về chủ đề về nghệ thuật, đúng không nào? Và như thường lệ thì chúng ta vẫn luôn gặp nhau vào mỗi thứ tư hàng tuần cho series Vocab Files và thứ sáu hàng tuần cho series Grammar Files để chúng ta có thể đạt được cái điểm cao nhất trong bài thi IELTS và nhanh chóng tiến bộ trong tiếng Anh. Thì hy vọng rằng là mọi người hãy dành thời gian để chúng ta học đan xen cả hai cái nền tảng này, bởi vì nền tảng của ngôn ngữ là từ vựng và ngữ pháp, đúng không nào? Perfect. So now, let's have a look at unit number 20. Unit number 20 sẽ là unit chốt lại toàn bộ những cái phần từ vựng liên quan đến những cái topic trong cuộc sống của mình. Và từ unit number 21 đến number 25, nó sẽ là những cái từ vựng và những cái kiến thức liên quan đến trực tiếp đến cái bài TIELTS với một loạt những cái từ trong language building 1 này, building 2, tức là cái cách mà cấu tạo ngôn từ này hay là sử dụng những cái collocation, những cái cấu trúc diễn đạt. Unit number 23 sẽ là và number 24 sẽ là những cái từ vựng trong phần IELTS writing, đặc biệt cụ thể là task 1 và task 2 dành cho dạng bài academic. Và cuối cùng unit number 25 khép lại cái series vocabulary files, nó sẽ là phần writing task 1 and task 2 dành cho general training. Ok, vậy thì có thể nói rằng là chúng ta khép lại unit number 20, The Arts, chính là kết thúc lại 20 unit về những cái topic trong cuộc sống, là gần như là kết thúc được 90% mấy cuốn sách Vocabulary Files của nhà xuất bản Cambridge rồi. Một hành trình rất là dài, nhưng hy vọng rằng chúng ta hãy, kể cả là mình không có học xong rồi này, hay là mình không có thực sự là ứng dụng trong bài thi IELTS, thì mình vẫn nên biết những cái từ này để chúng ta có thể tăng cường cái band điểm tiếng Anh của mình nhé. Great. So now, let's have a look at the unit number 20 with two topics. Chúng ta đã có hai cái topic chính. Thứ nhất đó là art appreciation. Appreciation là một cái sự trân trọng, tôn trọng, đúng nào, đối với nghệ thuật. Và the performing arts là những cái hình thức biểu diễn nghệ thuật hoặc là những cái loại hình nghệ thuật đang được biểu diễn, đang được trình bày trên thế giới. Và như thường lệ thì phần đầu tiên cũng là nội dung của bài học hôm nay chính là Unit number 20.1, The Arts Vocabulary List. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái phần tổng hợp từ vựng, những cái từ rất là cơ bản, đúng không nào, trong unit number 20. Và từ đầu tiên chúng ta có đó là những danh từ, sau đó là mình sẽ tới những tính từ và tới những động từ. Thì có thể nói rằng là cái phần từ vựng ở trong unit number 20 cũng khá là nhiều, nhưng mà nó có một cái điểm đặc biệt, đó là vì nó là nghệ thuật, thế nên là nó gần như không có những cái từ đồng nghĩa. Chúng ta chỉ cần phải học những cái từ chính ở đây thôi là mình có thể sử dụng. Thì những cái từ này gần như là nó irreplaceable, đúng không? Thì nó không có thay thế được. Đó thì nó without much synonyms, or we don't really have many different ways to express the same meaning. Okay? Excellent. So are you ready? They get started into our lecture today. Vocab list, part 1, nouns. Từ đầu tiên chúng ta có từ actor. Actor là diễn viên nam và đối nghĩa của nó là actress, là diễn viên nữ, là hai cái giới. Thứ ba chúng ta có cái từ aesthetics, đúng nào? Chúng ta đừng phát âm là aesthetics hay là aesthetics nhé. Đây là aesthetics, đúng không? Aesthetics tức là mỹ học, thẩm mỹ học, hoặc là liên quan đến cái về thẩm mỹ, đúng không? Về nghệ thuật đó thì nó sẽ liên quan rất là beauty, đúng không? Là aesthetic là một cái gì đó cực kỳ là đẹp, đúng không? Thẩm mỹ. Number four, chúng ta có danh từ appreciation. Đây là appreciation là gì nhỉ? Appreciation là cái sự đánh giá, đúng nào, nó là thẩm định, giống như là valuation hoặc là judgment. Ngoài ra thì nó cũng có thể mang một cái nét nghĩa thứ hai, đó là thưởng thức, là trân trọng. Ví dụ mình nói là thưởng thức nghệ thuật thì sẽ là the art appreciation, right? Or the art appreciation có thể mang một cái nét nghĩa đó là tôn trọng, trân trọng, ngợi ca, vinh danh nghệ thuật. Số 5 chúng ta có từ artifact. Artifact là những cái đồ tạo tác,
Hoặc là những cái tồn tích còn đọng lại từ những cái thời kỳ trong lịch sử, trong quá khứ, nên là nó thể sử dụng trong khảo cổ học là archaeology, đúng không? Là một trong những cái evidence to prove the history of the a period of time in the past, đó. Số 6 chúng ta có từ artist là nghệ sĩ hay là nghệ nhân, đúng không nào? Thì nghệ sĩ có thể là họa sĩ, có thể là ca sĩ, có thể là những người vẽ tranh, người là painter, đúng không, vân vân, thì đều là nghệ sĩ nói chung. Nếu như mà tốc độ quá nhanh hoặc mọi người cần thêm thời gian để chúng ta nghe, chúng ta take note và practice the pronunciation, thì mọi người hãy cứ pause video tại đây nha, và chúng ta cùng nhau quay trở lại khi mà mình sẵn sàng. Hãy điều chỉnh tốc độ học sao cho phù hợp với lại cái khả năng và kỹ thời gian của mọi người. Alright, sounds good. Number 7, chúng ta có từ atmosphere. Thì hồi trước mình đã học cái từ atmosphere này ở trong cái topic về the planet, đúng không nào? The galaxy, về hành tinh, về vũ trụ. Thì atmosphere nó sẽ mang cái nét như là khí quyển, bầu không khí. Còn ở đây khi mà mình nói về nghệ thuật thì nó cũng có thể mang cái nét nghĩa là một cái không khí nào đó, đúng không? Ví dụ là extremely romantic atmosphere, đúng không? Một cái bầu không khí cực kỳ là lãng mạn, nó thì sẽ là atmosphere. Number 8, chúng ta có từ audience. Audience là khán giả. Thì mình có thể có những cái từ đồng nghĩa với nó, tuy nhiên thì nó không thực sự sát 100% nét nghĩa nha. Thứ nhất đó là từ spectators và khán giả, đúng nào? Viewers là những người xem. Onlookers là những người xem trực tiếp, đúng nào? Như kiểu live watch ấy, những người mà ra hẳn kiểu sân stadium á, hoặc là museum, hoặc là những cái art, let's say some kind of the musician show, đúng không? Hoặc là musical show, thì những cái buổi trình diễn về nghệ thuật trực tiếp có người ca sĩ, có người nghệ nhân ở trên sân khấu, thì là onlookers, hoặc là những cái người mà họ sẽ có mặt trực tiếp ở hiện trường, ví dụ một cái accident chẳng hạn, có onlookers là những người bypassers đi qua và họ chứng kiến, thì sẽ là onlookers. Và cuối cùng là watchers, là những người xem, nghĩa là movie watchers, TV watchers, right? Or the musical show watchers, thì những người xem. Thì về cơ bản audience và khán giả nói chung thì có thể là thính giả, có thể là độc giả, đúng không, vân vân. Nhưng mà có thể là trực tiếp, có thể là gián tiếp, có thể là đến hẳn sân vận động để xem, hoặc có thể là họ xem ở nhà, thì nói chung nó đều là audience. Ok, sounds good. Number 9, chúng ta có từ ballerina, đúng không nào? Ballerina đó là từ diễn viên múa ba lê, thường là nữ diễn viên, đúng không, hay mình còn nói là ballet or belly dancer, right? Ballet dancer là chúng ta nhớ rằng cái từ này á, tiếng Việt mình hay đọc là ballet, đúng không? Hoặc là ballet. Nhưng mà nó không đúng, nó là ballet, đúng không? Thì cái âm T nó là âm câm. Ballet thì là diễn viên múa ballet, đúng không? I'm sorry, là cái việc múa ballet, nghệ thuật múa ballet, hoặc là bộ môn ballet. Còn cái người diễn viên mà múa thì sẽ là ballet dancer, right? Belly dancer. Hoặc là ballerina, right? Ballerina. Trong âm rơi và âm thứ ba. Và lưu ý nhất là hơi khó một chút để chúng ta học. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong âm rơi và âm thứ ba, và cái từ âm nhất nó sẽ là âm trọng âm phụ. Number 11, nó có cái từ carving, là nghệ thuật điêu khắc. Đúng không nào? Carving, điêu khắc, xăm trổ, chạm khắc. Number 12, chúng ta có từ conception. Conception là một cái ý niệm, ý đồ, và một cái quan niệm nào đó, đúng không nào? Thì nó có thể đồng nghĩa với cái từ notion or idea. Hoặc conception nó có thể mang một cái định nghĩa thứ hai, nó đồng nghĩa với cái từ comprehension, là một cái sự đọc hiểu, đúng không, một cái sự thông hiểu, hoặc là một cái sự nhận biết, đúng không, một cái sự hiểu biết. Thì comprehension và perception nó sẽ đồng nghĩa với lại conception, cái nét nghĩa là hiểu biết, đúng nào, nhận biết. Còn cái từ mà notion và idea thì nó chung nhau ở cái nét nghĩa là quan niệm, một cái ý đồ, hoặc là một cái định nghĩa nào đó. Does that make sense? Perfect. Number 13, nó có từ concert. Concert là một cái buổi hòa nhạc, đúng không? Thì nó sẽ đồng nghĩa với lại musical show, là những cái buổi biểu diễn hòa nhạc, hoặc là văn nghệ, hoặc nghệ thuật. Và hoặc là musical performance là một cái buổi biểu diễn về âm nhạc, đúng chưa nào? Number 14, chúng ta có từ crafts.
Nó chính là nghề thủ công đúng không? Những cái gì mà nó liên quan đến dùng tay, và một nghề thủ công thì đã từng là một trong những cái one of the most flourishing industry in Vietnam, right? Besides agriculture, we have the crafts, we have the some kind of the industrialization, right? Thì ngoài những cái nghề thủ công thì mình có công nghiệp, mình có nông nghiệp, vân vân, là một trong những one of the most significant aspect of Vietnam, maybe in the temporary time, đúng không? Cái thời đương đại, cái thời thế kỷ mà từ năm 1500 đúng không nào, đến trước cái thời kỳ hiện đại ấy, thì agriculture and craft they are used to be one of the most, right, or they used to be one of the most flourishing aspect of Vietnam, right? Và chúng ta có cái từ số 15, đó là creation, right? Thì creation chúng ta nhớ là phân biệt cái sự cái phát âm của nó với cái từ creature. Creature là sinh vật đúng không? Thì nó đọc là creature. Còn nếu mà cái sự tạo thành hoặc sự sáng tác thì nó sẽ là creation, nó xuất phát từ động từ create. Vậy thì nó sẽ có hai nét nghĩa, một là sự tạo thành đồng nghĩa với từ formation, và thứ hai là sự sáng tạo, sáng tác thì nó có cái từ đồng nghĩa với nó là invention hoặc là innovation hoặc design. Number 16, we have culture. So culture là văn hóa, đúng không? Thì nó không có thực sự xét nghĩa lắm với cái từ civilization. Bởi vì civilization là giống như kiểu là văn minh hóa, đúng không? Một cái nền văn minh. Thì nó có cái từ là civilization. Còn culture thì nó là văn hóa. It could include a wide variety of aspects inside, such as the people, right, the tradition, the food or the cuisine, and the music or the festivals, right? So a lot of components to make up the culture. And each country is actually identical or not. It's really depending on the local people, right? How they can preserve the culture, how they can protect their cultural identity, just to distinguish from one nation with another nation, from a group of people with another group of people. So we will have the culture. And that's why it's very ritual, right? It's really important for us to protect and even promote the culture. So number 17, we have emotion. So what does that mean by emotion? Tức là emotion là cảm xúc, là thổi cái linh hồn, cái phần hồn của mình vào, đúng không nào? Thì sẽ là emotional, là những người đa sầu đa cảm, rất là cảm xúc thay vì là lý tính, lý trí, đúng không? Thì chúng ta có cái từ sentiment, nó đồng nghĩa với là emotion, cũng là cảm xúc. Và sentimental đã học ở unit number 19, là những người mà theo cái trường phái là cảm xúc này, hay là thích cái sự giật gân, sensationalist, đúng không? Chúng ta có từ feeling thì nó là một cái cảm giác, cảm xúc thì nó cũng xem với là emotion, nhưng mà thực sự là nó không có xét nghĩa 100%, hay là sensation thì là cũng là cảm xúc, cảm giác, đúng không? Number 18, chúng ta có từ exhibition. Exhibition là cái sự triển lãm, đúng không? Hoặc là mình hay đọc là exhibition, right? Thì nên đúng hơn là exhibition. Nhưng mà rất nhiều người vẫn đọc là exhibition bởi vì trọng âm của nó rơi âm thứ ba. Thế nên là mình có thể suy giảm những cái âm còn lại thành E hoặc là exhibition. Vậy thì exhibition nó là sự triển lãm, sự trưng bày, thì nó sẽ đồng nghĩa với những cái từ như là display, đúng không? Trưng bày, phô ra, hoặc là show là bày ra, bày biện, đúng không? Hoặc demonstration là cái sự trình diễn, sự trình bày. Ok, và number 19 nó có từ expression, là cái sự bày tỏ, biểu đạt, biểu lộ. Ví dụ mình nói là emotional expression là mình biểu lộ những cảm xúc của mình ra, emotional expression. Và vì nó là biểu lộ, thể hiện thì nó cũng có thể đồng nghĩa với những cái từ như là show này, manifestation này, đúng không? Or illustration, chứng minh ra, bộc lộ ra, thể hiện cho mọi người thấy, demonstration or representation. Thực ra thì nó không có phải sát nghĩa 100%, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng chéo cho nhau trong đa số các ngữ cảnh, đúng không nào? Mình có thể là linh hoạt và đa dạng, gọi là diversify the lexical resources, đúng không? Alright, sounds good. Now let's move on to the next part. Chúng ta có những cái danh từ tiếp theo.
Đó là từ festival. Festival là lễ hội thì nó phải đồng nghĩa với từ là như là carnival đúng không? Thì chúng ta gặp cái từ carnival có lẽ là nó phổ biến hơn, nó hay gặp hơn đúng không? Trong cái bối cảnh là những cái lễ hội ở Việt Nam mình hay dùng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên học một cái từ nữa đó là fiesta. Fiesta thì nó cũng là ngày lễ, cũng là lễ hội. Ngày hội thì nó ít dùng hơn. Đúng nào? Nhưng mà mình có thể biết được những cái từ đồng nghĩa như này thì mình biết càng nhiều càng tốt. Fiesta, lễ hội, ngày hội. Tiếp theo chúng ta có từ gallery, là cũng là cái nơi để triển lãm đúng không nào? Không phải là triển lãm mà là cái nơi để chúng ta có thể triển lãm. Đó thì nó hay là exhibition area, là cái nơi để triển lãm thì sẽ là area. Okay. Địa điểm or the place of exhibition. Vậy thì khi mà mình học những cái từ như thế này thì mình nên biết được càng nhiều ngôn ngữ càng tốt, và không nên limit the meaning of the words, the context of unit number 20. Ok, mình có nhiều bạn hay nói với chị rằng là những cái từ mà chị cho nó không có relevance lắm, không liên quan đến cái topic mà mình đang học, nhưng thực ra chị đang muốn cho mọi người càng nhiều từ càng tốt. Thế nên là mình hãy cố gắng là chịu khó học nhiều nét nghĩa của nó, và mình sử dụng được những cái từ mà nó rất là common, nó rất là popular, nhưng mà mình sử dụng những cái từ mà nó thực sự là rare meaning thì nó cực kỳ là quý. Number three, we have image, là hình ảnh, hình tượng, đúng không? Thì hình ảnh nó là picture, photo, là những cái từ đồng nghĩa với nó, thì sẽ là bằng cái image. Còn hình tượng thì mình sẽ có cái từ ví dụ như là brand image, là gì nhỉ? Là một cái danh từ ghép xuất phát từ brand, là thương hiệu, là hãng, đúng không? Và image là hình tượng, thì mình hay có là biểu hiện, và biểu tượng, đúng không? Brand image, such as Apple, right? Have a very strong and extremely respectable brand image. Đúng không? Cái hình ảnh, thương hiệu, thực sự, hình tượng, thương hiệu rất là lớn. Number 14 là một danh từ cực kỳ là thú vị. Imagination, nó mang cái nghĩa là trí tưởng tượng. Đúng là xuất phát từ từ động từ imagine, tưởng tượng, danh từ imagination. Thì nó có hai cái động từ, à hai cái tính từ, chốc nữa chúng ta đã cùng nhau học, đó là imaginary and imaginative. Thì chốc nữa mình sẽ cùng nhau phân biệt nghĩa của hai cái từ đó nhé. Về trí tưởng tượng thì đôi khi cũng kiểu gần gần na ná với cái từ dream, nó rất là mơ mộng, đúng không nào? Number 5, influence, là sự ảnh hưởng, tầm ảnh hưởng. Thì chúng ta học ở unit number 19 rồi, là lý do mà chị bảo là unit nọ nó liên quan đến unit kia, đúng không nào? Thì mình cố gắng là học càng nhiều thì càng nhớ được bao nhiêu thì những cái unit sau mình càng nhàn. Influence, sự ảnh hưởng, sức ảnh hưởng thì nó hay đồng nghĩa với effect, đúng không nào? Hoặc là impact là ảnh hưởng này, hoặc là nếu như mà cái influence là mang cái nét nghĩa tích cực, là tầm ảnh hưởng và truyền cảm hứng, thì nó sẽ là inspiration, đúng không nào? Cái sự inspiration là tích cực, là mang cái nghĩa truyền cảm hứng, truyền động lực, motivate somebody. Và nó cũng chính là từ số 6 mình có ở đây đúng không? Inspiration. Number 7, we have intimacy. Intimacy là xuất phát từ cái động từ intimate, là cái sự kín đáo riêng tư, hoặc là gần gũi thân mật. Thì nếu như mình là kín đáo riêng tư thì mình sẽ có cái từ privacy, đúng không? Đồng nghĩa với nó. Còn thân mật, gần gũi thì mình sẽ có cái từ closeness. Đúng không? Closeness là một cái sự gần gũi, hoặc là connection, đúng không? Cái sự liên quan, liên đới đến nhau. Hoặc có thể là đồng nghĩa với cái từ quen thân, thân thiết, đúng không? Thì chính là familiarity, đúng không? Xuất phát từ tính từ familiar, và familiarity là sự quen thân. Ok? Excellent. Number 8, we have move on. Literature là gì nhỉ? Văn học, đúng không nào? Mình skip cái âm ơ, literature ở đây. Literature, right? Vậy thì literature là văn học, và nó có thể đồng nghĩa với lại những cái từ như là writing, là những cái việc viết, đúng không? Hoặc là poems, là nhà những cái bài thơ. Nó thực ra thì nó bao gồm rất là nhiều cái nét nghĩa, nhiều cái rất là kiểu overall meaning ấy,
kiểu broad meaning, bao gồm nhiều cái giữa các cái thể loại văn học khác nhau, hoặc là nghề văn, nếu nó là tài liệu, nếu như nó mang cái nghĩa là tài liệu thì nó sẽ đồng nghĩa với từ materials, hoặc nữa thì là cái nghề văn, nghề viết văn, đúng không? Và số 9 chúng ta có cái từ mood là tâm trạng, đúng không nào? Thì tâm trạng thì có thể là in mood, là cực kỳ là buồn hoặc là cực kỳ là nhạy cảm, đúng không? To be in mood. Và chúng ta có cái từ tâm tính, đó là đồng nghĩa với cái từ temper hoặc là attitude, thái độ, cái cảm xúc. Alright, so number 10, chúng ta có từ musician, là nhạc sĩ, đúng không nào? Thì nhạc sĩ là ai? Là những người chơi âm nhạc, chơi nghệ thuật, nó có thể là những cái instrument, musical instruments, là những cái loại nhạc cụ khác nhau, hoặc những người sáng tác nhạc, vân vân. Number 11, we have opera. Opera là nhạc, có thể loại opera, đúng không nào? Hát trong một cái khán phòng rất là lớn và âm thường rất là vang ở một cái level cao, nốt cao, opera. Number 12 thì nó có từ orchestra. Orchestra là một ban nhạc, một dàn nhạc, đúng không nào? Mình hay có là musical bands, nó thể đồng nghĩa với cái từ orchestra, một cái dàn biểu diễn âm nhạc hoặc là dàn biểu diễn văn nghệ, đúng không? Thì có cái từ đội văn nghệ khi mình học ở cấp 2 á, là orchestra. Number 13, we have painting, là những cái bức tranh, bức họa, hoặc là bức cái sự sơn màu, những cái bức mà nó sơn màu, đúng không nào? Người ta sơn lên và sau đó là mình có thể là vẽ, nhưng mà không phải vẽ bằng chì mà vẽ bằng màu luôn trực tiếp, hoặc là mình cái việc mà mình sơn, mình tô màu lên. Number 14, chúng ta có từ performance, cái sự trình diễn, trình bày. Và number 15 cũng là cái topic number 2 của unit number 20, the performing arts, là nghệ thuật biểu diễn. Number 16 chúng ta từ play, là vở kịch. Và từ đó thì chúng ta có một cái cụm từ đó là role playing, là đóng kịch, đúng không nào? Number 17 chúng ta có từ portrait. Portrait là chân dung, nó một cái bức chân dung chỉ vẽ một người, một vật hoặc một cái gì đó nó tĩnh, hoặc là hình tượng, đúng nào? Thì nó có thể đồng nghĩa với những cái từ như là image, là một bức ảnh này, một bức hình, hoặc là draw, một bức vẽ, một cái picture, bức tranh. Tuy nhiên thì nó không có chính xác lắm, để portrait bản thân nó mang cái nên nghĩa là chân dung. Number 18, nó từ proportion. Proportion là tỷ lệ, đúng không? Khi mà mình vẽ hoặc là mình làm những cái mà về art, nghệ thuật thì người ta hay chú trọng đến bố cục và tỷ lệ, đúng không? Thì tỷ lệ ở đây nó sẽ là proportion, đồng nghĩa với lại ratio. Hoặc là nó có thể mang một cái nét nghĩa thứ hai, đó là cái sự cân đối, cân xứng trong nghệ thuật, trong gọi là những cái bức vẽ, đúng không? Number 19, we have reflection, là cái sự phản chiếu. Mình có những cái từ đồng nghĩa như là mirror, là một cái gương, thì mình hay có cái sự phản chiếu. Mirror will have the reflection, right? And we can see the reflection of ourselves through a mirror. Thì mirror nó cũng thể là một cái gương, là phản chiếu lại, hoặc là echo. Echo là một cái sự dội âm vang lại, như mình hay nói là it's echoing, tức là nó đang echoing, mà nó đang vang âm lại, đúng không? Tiếng nó bị dập lại ấy. Hoặc là nó reflection, nó thì mang cái nên như là cái sự phản ánh, sự suy nghĩ, sự suy tư, cân nhắc, là consideration. So far so good, does that make sense? Good job. Now let's move on to the next slide. Và trước khi chúng ta cùng nhau chuyển tới phần tiếp thì mình cho mọi người khoảng 3 giây, chúng ta pause video tại đây và chúng ta take note, đúng nào, ghi lại những cái từ mà mình vừa mới học được. 3, 2, 1, perfect. Excellent. And now let's have a look at the next slide. Chúng ta có từ slide thứ 3, đó là response, là cái sự hồi đáp, phản đáp, đúng nào, phản hồi. Bảo vệ reply hoặc là reaction, sự phản hồi. Number 2, chúng ta có cái từ sculpture or sculptor, là cái gì nhỉ? Sculptor là những cái người điêu khắc, những người thợ chạm trổ, đúng không? Và sculpture chính là những cái nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật chạm trổ.
tác phẩm điêu khắc, có thể là bằng với lại carving, là cái việc mà điêu khắc chạm trổ. Tuy nhiên thì sculpture nó là một cái từ rộng hơn rất là nhiều, nó là nghệ thuật mang tính chất vĩ mô. Còn sculptor là những cái nhà điêu khắc, những người thợ chạm. Number four, chúng ta có từ stimulus. Stimulus là những cái tác nhân kích thích, cũng là hoặc là kiểu thúc đẩy một cái điều gì đó nó diễn ra, xảy ra nhanh hơn. Thế là đồng nghĩa với những cái từ như là incentive, đúng không? Một cái sự khuyến khích, khích lệ, động viên, hoặc là inducement or provocation, right? Nó đều là những sự thúc đẩy, kích thích, khiêu khích, làm cho cái gì đó nó act quicker, right? And happen much faster. Number five thì nó có từ style. Style là những cái phong cách, đúng là kiểu cách bằng cái approach hoặc là way hoặc là method. Nó không có sát 100% đâu, hay là phong cách, kiểu cách, phong thái, hoặc là một cái phương thức nào đó, một cách tiếp cận nào đó khác biệt. Number six, we have taste. Taste là giống như kiểu là một cái gu á, một cái taste of music, tức là tôi có một cái gu âm nhạc này. Hoặc là taste thì nó cũng thể là mang cái nét nghĩa là nếm, đúng không? Tuy nhiên thì ở đây á, trong nghệ thuật thì nó là a kind of sense, nó có thể là một cái giác quan hoặc là một cái gu, the taste of music, taste of cuisine, đúng không? Thì gu ăn khác nhau, gu taste of fashion, đúng không? Gu ăn mặc khác nhau, hoặc là cái gu gì nhỉ? Âm nhạc khác nhau, vân vân. Number seven, we have theater. Theater là cái rạp hát, nhà hát, hoặc nó thể mang một cái nét nghĩa thứ hai là rạp đường đại học. Mình nói là science theater, là cái rạp đường dành cho môn khoa học, chẳng hạn những cái sinh viên khoa học thì sẽ học ở cái science theater. Number eight, we have theme là đề tài, là chủ đề, đúng không nào? Number nine là venue. Venue là cái nơi thi đấu thể thao, đúng không? Cái nơi gặp mặt, cái nơi là rộng lớn. Number 10, we have works, là những cái tác phẩm. Nếu mình viết work là công việc, còn works là tác phẩm. Works of art là những cái tác phẩm nghệ thuật. And the last word we have is writer, right? Nhớ là âm W là âm câm. Writer là cái người viết văn hoặc nhà văn. Thì writer nó thể có nhiều cái genres of writing, những cái thể loại khác nhau. Ví dụ như mình viết văn thì mình sẽ có author, nó học là viết một cuốn tiểu thuyết là novelist, nhà tiểu thuyết, hoặc là tiểu thuyết gia, hoặc là journalist thì những cái nhà báo, đúng không? Thì chúng ta có những cái tác phẩm khác nhau thì sẽ có cái những cái writer, những người viết khác nhau, và cái writer sẽ có một cái broad meaning. Ok, và đó là toàn bộ những cái gì liên quan đến phần danh từ. Let's move on to the second part, adjectives, những cái tính từ. Thì chúng ta có những cái từ gì? Như là abstract, là những cái gì trừu tượng, hoặc là vivid, hoặc là obvious, or clear, đúng nào? Rõ ràng. Thứ hai, chúng ta có từ accomplished, là những cái gì mà đã hoàn thành, finished or complete. Hoặc là accomplished, nó thể mang một cái nét nghĩa thứ hai, đặc biệt là dùng cho arts, là nghệ thuật, thì nó là những cái tác phẩm mà hoàn mỹ, hoàn hảo, đạt đến cái độ nghệ thuật rất là cao, đồng nghĩa với cái từ skillful, đúng nào? Thì nó sẽ là mang nét nghĩa của cái từ đó là accomplished, tức là kiểu rất là fulfilled, rất là viên mãn, rất là thành tựu, rất là hoàn mỹ. Còn ngoài ra nó hình thành một cái nghĩa thứ hai là phân từ hai của từ accomplished là hoàn thành, đạt được. Number three thì nó có cái từ aesthetic là thẩm mỹ, đúng không? Liên quan đến thẩm mỹ học thì nó mang cái tính chất thẩm mỹ cao, về vẻ đẹp bên ngoài ấy, đặc biệt là những cái appearance, thì nó hay đồng nghĩa với những cái từ như là artistic, đúng không? Thuộc về nghệ thuật, hoặc là beautiful. Số 4, chúng ta có một cái từ cực kỳ hay mà đôi khi là có thể có những cái bạn mà chưa từng bao giờ gặp, đúng nào? Burgeoning. Burgeoning là đối với thơ ca thì nó mang cái nét hình ảnh biểu trưng là cây cối đâm chồi nảy lộc, đúng không? Burgeon này. Và từ đó chúng ta có một cái danh từ là burgeon, là chồi cây, đúng không? Number five, chúng ta có một cái từ nữa, đó là từ classical, là kinh điển, đúng nào? Hoặc là nó mang cái nét nghĩa cổ điển, là traditional or conventional. Thì kinh điển là những cái classical music, đúng không? Những cái tuyệt tác mà nó rất là kinh điển, nó mang cái tính chất gọi là
muôn đời lúc nào nó cũng mang cái tính chất hiện đại như thế, nó không bao giờ chết đi, nó cũng không bao giờ lỗi thời, đúng không? Thì thực ra là nó cũng khá là phụ thuộc vào cái context, cái bối cảnh, bởi vì là đôi khi nó là classical school, là những cái nhà học giả kinh điển chẳng hạn, đúng không? Những cái tác phẩm nó cổ điển, đúng không? Hay là classical music, ví dụ thế, âm nhạc cổ điển. Number six chúng ta có từ đó là creative. Creative thì chính là những cái gì mà nó mang cái nét nghĩa là sáng tạo, đúng không nào? Xuất phát từ cái danh từ creation. Và create là động từ, creative là tính từ sáng tạo. Và danh từ sự sáng tạo chính là creativity, đúng không nào? Sorry mọi người, mình miss cái từ này. Thì chúng ta có cái từ creative và danh từ của nó chính là creativity, cái sự sáng tạo. Number seven, we have cultural, là thuộc về văn hóa, thì nó sẽ đồng nghĩa với cái từ culture. Thực ra là xuất phát từ danh từ cultural, văn hóa, thì tính từ nó chính là từ cultural, đúng không nào? Thuộc về văn hóa. Và mình có cái tính từ nữa, đó là multicultural, đúng không? Multicultural là gì? Là đa dạng văn hóa, đúng không nào? Ví dụ như kiểu là có nhiều cái mixed culture, có rất là nhiều những cái văn hóa nó đan xen với nhau, hoặc là international, intercultural, multicultural, đa văn hóa, đúng không? Số 8 chúng ta có từ distracting. Distracting nó xuất phát từ động từ distract, là làm cho ai đó mất tập trung, hoặc là kiểu khiến cho ai đó không thể tập trung được, thì làm ai đó sao nhãng, thì nó có cái tính từ distracting và đồng nghĩa với nó là disturbing và diverting, là kiểu phân rã ra, làm cho ai đó mất tập trung. Number 9 chúng ta có từ eclectic. Eclectic là những cái gì mà chúng ta thường là kết hợp với lại cái danh từ conception, là những cái quan niệm triết chung. Eclectic conception là những cái quan niệm mà nó không gò bó một cái tư tưởng nào cả, nó rất là rộng mở, đúng không? Không bị gò bó. Quan niệm triết chung chúng ta cũng không hay gặp trong tiếng Việt, đúng không nào? Eclectic. Next one, number 10, nó có từ electric, right? Electric nó xuất phát từ động từ, đó là electricity, là điện, đúng không nào? Thì electric nó hay là tạo ra điện, đồng nghĩa với cái từ power. Hoặc là electric nó cũng thể đồng nghĩa với những cái tính từ khác như là exciting, đúng không? Rất là sôi nổi, là náo động, hoặc là thrilling, náo động, hoặc là thường nó sẽ cộng với lại atmosphere. Atmosphere là một cái bầu không khí rất là sôi động, náo động, thì chúng ta có từ là electric atmosphere. Number 11, we have emotional. Nào là danh từ, tính từ của từ emotion. Hôm nay chúng ta mới học những người dễ xúc động, dễ cảm động, hay mau nước mắt. Và với lại sentimental, đúng không? Và moving, touching, rất là dễ đa sầu đa cảm. Và chúng ta có cái từ cuối cùng trong cái cột này, đó là gì nhỉ? Fundamental, chúng ta gặp rất nhiều lần rồi. Đó là những cái gì nền tảng, những cái gì cơ bản nhất, đúng không? Thì nó đồng nghĩa với từ basic, cơ bản này. Foundational là nền tảng này. Elementary, đúng không? Là những cái gì cơ bản. Hoặc là primary là chủ yếu, cơ bản. Does that make sense so far so good? Excellent. Good job everyone. We've come very close to the end of the lecture today. Chúng ta cùng nhau nhìn vào cái slide thứ tư, đó là vẫn liên quan đến tính từ. Thì chúng ta có hai cái tính từ của từ imagination, đó là cái trí tưởng tượng, sự tưởng tượng. Thì nó sẽ có hai tính từ mang nét nghĩa đối lập nhau, một cái là giàu trí tưởng tượng, rất là tích cực, tức là khen ai đó you're so imaginative, ô sao mà mày giàu trí tưởng tượng thế. Tuy nhiên thì cái từ imaginary lại là tưởng tượng, là những cái gì mà nó rất là ảo tưởng, nó không có thật, đúng không, nó ảo. Thì một người nào đó mà kiểu you're so imaginary, mày kiểu ảo thế, đúng không, mày kiểu bay lên 9 tầng mây, not realistic at all, it's not factual, đúng không, hãy come back to the earth, right, quay lại trái đất đi, thì là những cái gì không có thật đó. Thì những người như kiểu là có vấn đề, họ giàu, họ ảo tưởng quá, thì nó khác với cái từ imaginative là giàu trí tưởng tượng đó. Và imaginable thì nó lại là mang một cái nét nghĩa khác, là có thể tưởng tượng được, hoặc là expectable or predictable, nó có thể đoán định được, có thể tưởng tượng ra được, có thể hình dung được. Sounds good. Number 2 chúng ta có từ
Influential, tính từ của influence nó mang cái nên nghĩa là có tầm ảnh hưởng, mang sức ảnh hưởng, đúng nào? Thì nó đồng nghĩa với từ impactful, có tầm ảnh hưởng, hoặc là inspirational, đúng nào? Mang cái tính chất truyền cảm hứng. Và đó chính là cái từ thứ ba mình gặp ở dưới này, đó là inspirational, là mang cái tính chất truyền cảm hứng, inspirational, trong âm giờ và âm thứ ba. Nó đồng nghĩa từ influential, rất là giàu cái sức ảnh hưởng, có tầm ảnh hưởng hoặc là cực kỳ truyền cảm hứng. Sounds good, chúng ta cùng nhau nhìn tiếp đến number 4, là cái từ number 3, I'm sorry, là interactive, là những cái gì mà ảnh hưởng, tương tác, tác động lẫn nhau, và thường có thể đồng nghĩa với cái từ đó là reciprocal hoặc là interactive, tương tác. Mình hay nói là the two-way relationship, là hai mối quan hệ hai chiều, đấy là interactive relationship, là cái mối quan hệ mà tương tác qua lại lẫn nhau. Ok, và trên đây có number 4 là literally. Có thể là literary, hoặc là mình hay có cái tính trạng từ của nó literally, đúng không? Literary là mang cái tính chất văn chương, mang tính chất văn học. Tính từ của từ literature, right? Thì tính từ của cái danh từ literature hoặc là literature thì nó có hai cách đọc, một là anh thì nó sẽ là literature, right? Và anh nghĩa là literature, thì cái tính từ của nó là literary, right? Literally, thì nó sẽ là mang cái tính chất văn chương, văn học. Number 5, nó có từ live, là on air, hoặc là trực tiếp, sống, phát sóng tại chỗ, thì sẽ là live broadcast. Number 6, we have magical. Magical thì nó đồng nghĩa với kiểu rất là phép thuật, nó siêu nhiên, thì đồng nghĩa từ supernatural, hoặc là mysterious, là rất là bí ẩn, đúng không? Siêu nhiên. Number 7, chúng ta có một cái từ mà mình đã gặp ở những unit trước rồi, rất là quen, đó là monotonous. Monotonous chính là những cái gì rất là đơn điệu, buồn tẻ, đồng nghĩa với từ dull hoặc tedious or boring, cực kỳ buồn tẻ, chán chán ngắt cả là đơn điệu một màu, đúng không? Thì chính là cái từ monotonous, là một màu, đơn điệu. Chúng ta có từ tiếp theo là mundane. Mundane là những cái gì mà thuộc về cõi trần thế tục, những cái gì rất là phàm phu, rất là bình thường, đúng không? Là ordinary, người bình thường, the ordinary people, right? Number 9, chúng ta có từ passionate, là những cái gì nó có nhiều nét nghĩa nhá. Một là say đắm, đam mê, là I'm so passionate about the arts, rất là đam mê nghệ thuật. Thì đồng nghĩa với từ enthusiastic, là cực kỳ là nhiệt huyết, đam mê, và đồng nghĩa với từ avid, đúng nào? Say sưa, say đắm. Hoặc cái nét nghĩa thứ hai này mang những cái người mà chỉ tính cách rất là sôi nổi, rất là thiết tha, rất là kiểu cháy, đúng không nào? Sẽ là passionate people. Number 10, nó có từ popular, là nổi tiếng, phổ biến. Thì đồng nghĩa với những cái từ là common, đúng không? Là prevalent. Tuy nhiên thì prevalent nó mang cái nét nghĩa nổi tiếng, kiểu tràn lan ra, ai cũng biết ấy, thì nó hơi tiêu cực một chút. Hoặc là dominant thì cũng rất là nổi này, đúng không? Rất là giỏi, rất là kiểu giỏi một lĩnh vực gì đó, là dominant, hoặc là ubiquitous, là những cái gì cực kỳ phổ biến. Number 11, chúng ta có cái từ prominent, chỉ những cái người mà nổi và xuất chúng. For example, we have the prominent artist, những người nghệ sĩ cực kỳ xuất chúng, lỗi lạc, kiệt xuất, the extremely very famous or well known or important or prominent, very extremely talented people, right? We have prominent. Number 12, nó có từ relaxing, là cực kỳ thư giãn, đúng nào? Những cái gì mà nó thư thái, an nhiên, tĩnh tại thì nó sẽ đồng nghĩa với những cái từ như tranquil, an nhiên, tĩnh tại này, hoặc peaceful, rất là bình yên, bình an, hoặc là calming, mà cực kỳ là mình bình, kiểu rất là như là trấn tĩnh, nó rất là can đảm, rất là ổn định, trầm ổn, thì sẽ là calming và soothing. Number 13, we have stimulating, là những cái gì mà mang cái tính chất kích thích hoặc là truyền cảm hứng hoặc là xúc tác, đúng nào? Stimulate là cái gì kích thích, xúc thúc đẩy, và stimulant là những cái chất xúc tác
Đó thì chúng ta có cái tính từ stimulating, kích thích, thúc đẩy, xúc tác, bằng với lại inspiring là kiểu truyền cảm hứng này, motivating, truyền động lực, provoking đúng không? Cũng là thuyết phục làm cho ai đó trở nên mạnh mẽ hơn hoặc là tích cực hơn hoặc là energize. Energizing, I'm sorry, energizing thì nó sẽ là truyền năng lượng, đúng nào? Number 14, nói từ visual là mang cái tính chất về thị giác, đúng không? Xuất phát từ cái danh từ vision thì nó sẽ đồng nghĩa với từ optical, thị giác. Hoặc là visual nó cũng mang những cái người mà cực kỳ là đẹp, cực kỳ nổi bật. Mình hay nói là the visual, đúng không? Bảo là celebrity là những người mà chiếm spotlight, đúng không? Hoặc là chúng ta có cái từ visual memory là trí nhớ hình ảnh, mang cái tính chất là những người giỏi ghi nhớ hình ảnh hơn là âm thanh thì sẽ have the better visual memory than sound memory. Sounds good. Và chúng ta có tính từ cuối cùng ở đây là từ vivid, là rõ ràng thì đồng nghĩa với từ clear hoặc là obvious. Hoặc là và những cái tính từ clear obvious thì nó sẽ trái nghĩa với cái từ abstract, trừu tượng. Đúng nào, thì cái từ vivid nó có nghĩa nghĩa thứ nhất là rõ ràng. Nghĩa nghĩa thứ hai của từ vivid là tràn đầy sức sống, mạnh mẽ, đồng nghĩa với cái từ bright, vibrant, or brilliant. Hoặc là nó đối nghĩa với chính cái từ monotonous ở bên trên. Mình vừa mới gặp đây này là những cái gì rất là buồn tẻ, rất là một màu đúng không? Hoặc là nó có thể đồng nghĩa với cái từ passionate là những cái người mà cực kỳ tràn đầy sức sống, nhiệt huyết. Đối nghĩa đó là monotonous, là một màu đơn điệu buồn tẻ. Okay, does that make sense? So far, so good. Excellent. Và trước khi chúng ta cùng nhau chuyển tới cái phần cuối cùng thì mình cho mọi người khoảng 3 giây chúng ta pause video tại đây và sau đó mình cùng nhau học tiếp cái nội dung thứ ba đó là verbs nha. 3, 2, 1. Good job. Let's move on to the last slide today. Let's talk about verbs. Nó cũng nói về động từ. We have the first word. Một cái từ mà có lẽ là chúng ta cần phải kiểm tra lại, đúng không nào? Alright, sounds good. So now let's come on. We just go back. Alright, so let's go back to the last line. Let's talk about verbs. Chúng ta có cái động từ đầu tiên đó là choreograph. Nó xuất phát từ cái choreography, những cái gì mà liên quan đến việc mà nhảy đúng không? Thì kiểu vũ đạo đúng không nào? Trong như là ở nước Hàn mình hay có là choreography là vũ đạo, vũ điệu. Nhảy thì cái việc dàn dựng múa ba lê và dàn dựng vũ đạo. Thế là choreograph. Number two chúng ta có từ create là sáng tạo đúng không nào? Bằng cái invent, sáng tạo, sáng chế một cái gì đó. Number three là depict, nó có mang hai cái nét nghĩa. Thứ nhất đó là vẽ bằng draw, hoặc thứ hai là mô tả, đúng là bằng show, represent, describe, hoặc là illustrate. Number four chúng ta có từ enrich, đúng nào, là kiểu làm cho màu mỡ thêm, làm cho giàu có, trù phú hơn thì sẽ là nourish, hoặc là supplement là bổ sung. Hoặc là enrich nó phải mang một cái nghĩa thứ hai đó là gì nhỉ, là cải thiện đúng là làm cho cái gì đó tốt đẹp hơn, tích cực hơn, bằng với enhance, improve và develop. Number five, escape là mình thoát ra khỏi cái gì đấy, thoát ra, vượt ra khỏi. Number six nó từ imagine thì là tưởng tượng, đúng nào, hồi tưởng tượng hoặc là sống trong cái trí tưởng tượng. Number seven là từ influence, là ảnh hưởng, tác động lên ai đó, đồng nghĩa từ affect or impact or inspire, truyền cảm hứng, tác động tích cực. Number eight là có từ participate là tham gia, gia nhập vào. Participate in thì bằng partake in, đúng là bằng mình join, tham gia hoặc là take part in. Number nine chúng ta có từ perform là biểu diễn, đúng không nào, trình bày. Number 10 chúng ta từ provoke là có thể là khiêu khích, đúng là kích thích, thì đồng nghĩa với cái từ trigger or stimulate, kích thích cái điều gì đó xảy ra, hoặc là khơi gợi bằng với lại incite. Number 11 nó cũng là cái từ cuối cùng chúng ta có trong ngày hôm nay, đó là từ transcend là vượt lên, vượt quá lên, đúng không? Go above and beyond hoặc là exceed hoặc là kiểu cái gì đó mà nó vượt xa, vượt trội, đúng không? Người ta transcend. Ok.
Sounds good. Và đó là toàn bộ những gì chúng ta học trong bài học ngày hôm nay với 5 slide, một bài học khá là dài. Chúng ta có danh từ này, chúng ta có tính từ này, chúng ta có động từ, và hy vọng rằng mọi người sẽ ôn đi ôn lại, take note những cái từ này và trong vở đọc những cái từ mình không biết. Practice pronunciation. Và buổi học ngày hôm sau mình sẽ cùng nhau tới với cái phần topic đầu tiên, đó là the art appreciation, là cái việc thưởng thức, trân trọng nghệ thuật. Topic thứ hai là the performing arts, là những cái nghệ thuật biểu diễn, đúng không nào? Và chúng ta khép lại unit number 26, 3 lecture tất cả. Thank you so much and see you in the next video. Goodbye and have fun.